con cũng ngày hôm đó gặp ảnh trong Tắc Niên thì kiểu con cũng thấy trai đẹp thì kiểu con cũng thích ảnh thôi. Nhưng mà con thích ảnh, còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Kiểu nhìn ta ngon hơn á, kiểu ta cũng mê trai á. Đêm đó đi nhậu tiếp tăng 2, tăng 3 gì cũng không biết rồi. Tăng 4 gì luôn không rồi. Về khách sạn, đó là 4 người, 3 đứa con gái. Say, say quá say luôn. Mà cái lên giặt ngủ thì cái giường nó cũng to lắm. Nó nói, ủa sao ông ta lên đây ngủ anh không lên. Nói, thôi mọi người ngủ đi, thấy chặt quá. Mà hai anh kia thì nằm dưới chân thôi à. Con với bé kia nằm gần nhau. Cái nó hồi danh lên nè. Anh không dỗ cái dẹt, con nó lên nằm gần với em nè. Con nó lên nằm gần với em nè. Thời tới. Xin chào cô Hùng Vân và chú Quốc Thuận. Và chào khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu là con là Lò Quang Thái. Con là người dân tộc Thái. Quê gốc của con thì là ở ngoài Tây Bắc, cụ thể là Lai Châu. Và hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại miền Tây, cụ thể là Sóc Trăng. Hiện tại thì con đang là kinh doanh và đầu tư cho bên mỹ phẩm của công ty vợ con. Mà ở tú Sóc Trăng cơ. Dạ. Đó, còn con năm nay nhiêu tuổi rồi? Hiện tại thì con đang là 27 tuổi ạ. Con là Thái, người Thái trắng. Dạ, Thái trắng, chính xác ạ. Thái trắng và con làm việc ở gần Thái Lan. Gần Thái Lan, Sóc Trăng là con mém Thái Lan. Đó. Rồi bây giờ mời con. Dạ, con tên là Dương Thị Kim Hua. Con năm nay là sinh năm 93, là 29 tuổi. Con là kinh doanh mỹ phẩm, con đang là giám đốc kinh doanh của mỹ phẩm Fairy. Hua. Là con là ở Sóc Trăng, người Hoa. Người Hoa, nhưng mà ông bên nội con là người Hoa, nhưng mẹ con lại là người Thừa Thiên Huế. Nó cũng hơi xa. Mẹ như Huế. Hai đứa có con chưa? Dạ có rồi. Con gái hay con trai? Dạ con gái. Thôi bây giờ kể đi, lần đầu tiên các con gặp nhau như thế nào và tình yêu nảy nở ra sao? Trước khi mà gặp vợ con á thì là con có tham gia nghệ thuật trong một cái lễ tất niên của công ty vợ con. Thì là có mời giống như là cái team hoặc là cái nhóm mà con gọi là đến diễn một cái lễ tất niên. Con là ca sĩ? Dạ, người mẫu và diễn viên. Thì cũng trong cái lễ tất niên đó thì con bị ấn tượng đầu tiên đó là trong lúc mà trong cánh gà mà chuẩn bị ra đôi diễn đó thì là nhìn thấy một cái bảng gọi là cái bảng khen đi. Mà để cái tên là tên Kim Hua. Kim Hua mà đó giờ chưa có nghe ai tên Hua bao giờ nghe. Nó mắc cười lắm. Hua hoa không hoa mà hương không hương mà hương không hua. Thế là con bị ấn tượng cái tên đó. Cái tên. Kiểu con cũng ngày hôm đó gặp ảnh trong Tắc Niên thì kiểu con cũng thấy trai đẹp thì kiểu con cũng thích thôi. Nhưng mà con thích ảnh. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Tại vì mấy ông người mẫu kia đẹp hơn nữa. Kiểu nhìn ta ngon hơn á, kiểu con cũng mê trai á, nhưng mà kiểu con không thích lắm, là kiểu thích thì mình để nhìn thôi chứ con không quan tâm. Nhưng mà tối đó thì đi chơi thì kiểu trời ơi sao mà thấy nhìn ai cũng cao to, kiểu miền Tây ở dưới thì không thấy mấy trai bắt đâu. Ăn cần lắm cô, làm gì cũng nhẹ nhàng á, kiểu công ty con hay tổ chức cho con đi học ở Hà Nội á. Con không sung đi đâu, con thích đi, nhưng mà tự nhiên cái biết anh này thì con cũng có động lực rồi, kiểu mình cũng đi. Cái con đăng lên Facebook là con nói là Hà Nội có ai đón không, kiểu vậy thôi à. Cũng ổng nhảy vô. Ổng nhắn tin riêng, ổng nói là trời ra đi anh rước, cái trời mình nghe mình nôn mà lên máy bay là thấy hồi hộp có người rước mình này. Mình thích, nhưng mà sau ổng nói là đang đi diễn ở gần sân bay vậy đó. Thì cũng cách khoảng chừng 20-30 cây à, nên là thôi thì đặt xe taxi cho bạn ấy đi về khách sạn. Con nói là bây giờ anh đang bận đi ăn này, thì mọi người cứ đi rồi hồi mình ra sau. Xong cái giận là nói là kêu bị là cục hứng đó phải không? Con mất úp, con làm lộng lẫy lắm, kiểu con rồi con nói là tối nay chắc bà đón con đi. Cái kiểu nó anh đi ăn với bạn rồi, cái trời ơi con nóng liền, cái bạn đi chung phòng với con nói là nhắn đi chị, nhắn là đi chơi với mình đi cho ảnh qua, cái nói thôi mốt anh vô Sài Gòn em không tiếp anh nữa đâu, nhắn cầu vậy thôi. Cái con đi xuống khách sạn thì con cũng định bốc cháp đi chơi với mấy chị với mấy anh ngoài Hà Nội nữa. Xong cái nói là em nhìn qua đi, anh đang ở sau lưng em nè. Bên đèn đỏ bên kia. Là giả bộ đúng không? Không, cũng là tính không đi thật. Nhưng mà cái nhắn tin cái giận thì thôi mình cũng nghĩ là mình còn sắc có lỗi thật. Thì thôi lỡ hứa rồi mà lỡ bốc xe về khách sạn thôi qua rước đi, gọi là đi ăn chung nguyên nhóm mà. Chứ cũng đâu có nghĩ gì đâu. Đi ăn đi chơi thì say, mà say thì lại phải đi vô ba vô lắp. Đêm đó đi nhậu tiếp tăng 2, tăng 3 gì cũng không biết rồi, tăng 4 gì luôn. Xong rồi về khách sạn, đó là 4 người, 3 đứa con gái. Say quá say luôn. Mà cái lên giặt ngủ thì cái giường nó cũng to lắm. Ảnh với hai ba anh trong phòng mà hai anh kia lên giặt. Có tiền ảnh nằm dưới đất mình nên vậy đó. Sáng con nói, ủa sao ông ta lên đây ngủ anh không lên. Nói thôi mọi người ngủ đi, thấy chặt quá. Mà hai anh kia thì nằm dưới chân thôi à. Con với bé kia thì nằm gần nhau. Cái nó hồi danh lên nè. Anh không dỗ cái dẹt, con nó lên nằm gần với em nè. Thời tới. Thời tới luôn. Sáng rồi đưa đi chơi, đưa đi ăn rồi mọi thứ đó. Nó cứ diễn ra như vậy rồi cái hai đứa thành ra quen nhau rồi. Con đứng lên con tuyên bố với nhóm luôn. Người yêu con. Tại vì lúc đó là thích hay gì lắm rồi.
hãng bay 4 lần á. Bay con bay ra hay anh bay, bay vô? Bay ra, ổng bay vô cứ làm hoài vậy đó. Bay ra bay vô rồi. Làm thì giúp mình một tuần tầm... là 7 ngày thì 5 ngày thì bay vô thì ở 5 ngày, 6 ngày trong Sóc Trăng rồi con bay ra con tiếp tục công việc. Kiểu... Rồi quay con ra ngoài được khoảng tầm 5 6 ngày thì bạn ấy lại bay ra với con. Nhưng mà hua bay ra ngoài đó là có công việc. Cũng còn Thái là bay vô trong đây là có một việc. Ví dụ như khoảng công việc xong rồi, bay ra thì khoảng công việc 3 lần thôi, nhưng mà bay ra chơi là khoảng 7 lần rồi đó. Có là nguyên tháng ở với nhau. Như vậy là làm lợi cho hãng máy bay thì đó. Điện là anh Quang Thái hay là vé kiểu gì? Vô 15 ngày. Thì ngoài Hà Nội là công việc bỏ hết luôn. Cái ra ngoài Hà Nội để có 15 ngày còn lại trong một tháng để làm việc. Cái đường bay ra chơi thì coi như là mấy tháng thì không có làm ăn gì luôn, không có ăn gì luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau lên. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau lên. Chứ biết sao. Thì hai đứa yêu nhau vậy là gia đình có biết không? Con theo con nghĩ thì ban đầu không chịu liền đâu, tại vì ngoài miền Bắc thì xa quá, về quê chồng con thì lại là con một trong gia đình nữa, một người. Đầu sông cuối sông đó. Đó xa lắm nên là con biết ban đầu chắc cũng không thích lắm đâu. Từ từ chịu kiểu như hết nổi thì sao á, cái nói anh vô ở đây luôn đi anh ơi. Con kêu luôn. Khi mà mình vô trong đây ấy thì chắc chắn là mình phải xin nghỉ việc làm ở ngoài Hà Nội rồi. Mình sẽ nghĩ là mình vào đây là mình sẽ có mọi thứ đầy đủ. Đầu tiên là về tình cảm là hai đứa gần nhau trước này, rồi về có ba mẹ vợ ở trong này. Nhưng mà khi mà con vào thì mọi thứ nó khác hoàn toàn. Khác như thế nào? Đầu tiên là về ngôn ngữ, cách làm việc của con thì là con khác ngược với bên nhà vợ con. Đầu tiên là con hay dậy sớm, con đi thể dục, con đi thể thao. Xong cái con bị một thời gian là con bị gọi là bị tâm lý nó bị không ổn định cho lắm, bị stress luôn, bị stress đúng đó. Tại vì nhà con mạnh ai nấy ăn, không ăn cơm chung. 5 ngày thì có một chương trình lên Sài Gòn làm, mình ở nhà không mà. Ở nhà không mà lại rồi sống với bạn gái nữa. Dạ. Xong cái vô đây mọi thứ nó thay đổi hết. Con có bị mặc cảm không? Khóc luôn á cô. Cái đó là trầm cảm luôn. Ủa, chứ không có giỡn đó. Xem lên Facebook xem bạn bè mình đi diễn này, đi chơi, chụp hình này. Cái tự dưng mình thấy ủa mình vô trong đây là mình vẫn làm, nhưng mà bỗng dưng mình bị ít show lại, mình bị ít chương trình gọi lại. Tối ngủ cái ấy sao khóc lướt điện thoại hồi là cái hít lại cái gì trời. Thấy chuyện gì buồn hả? Tại vì ổng coi mà chương trình gì cảm động cũng khóc nữa. Hay khóc. Dụ vậy thì nói nghe cai nói là không có gì đâu rồi. Con thấy thước hay người ta đi chơi rồi, hoặc là đi diễn này, nói trời anh vô đây là anh phải, anh thương em không? Anh thương thì anh vì em nè. Và còn tương lai nữa, ví dụ anh diễn thì 5 năm, 10 năm nữa anh cũng nghĩ à. Nhưng mà bây giờ em đang cần anh. Tại vì công việc của con phải thuê người đủ kiểu, con đi nữa, ban đêm ban hôm nữa. Con phải mướn con bé kia nó chở con đi nọ. Rồi anh đi anh vô anh đi chở em với anh cứ đi với nhau vậy nè. Thì kệ đi, nửa anh quen, từ từ anh quen, cứ an ủi gì đó. Khóc cũng khóc, nó giờ hồi diễn chứ khóc đúng không? À, cúng đồ đi, ngày mai đi về ngoại. Thì cái con lần đó con thấy buồn hoài, con cũng làm đại đi. Mà nếu con nghĩ là về con cũng không có bỏ đâu. Mọi thứ bắt đầu lại. Cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ đi. Cái bắt đầu sáng đó là nói thôi giờ nó ở đây với em. Xác định tư tưởng luôn. Tư tưởng luôn. Chứ nhiều lần con thấy khóc mình cũng thương mà. Sao mình bực chứ? Cũng hơi bực. Khóc là mình thấy giống mình tội nghiệp bản thân mình mà. Không được mình hiểu đi, có gì đó chẳng hiểu lắm á. Bây giờ con có em bé chưa? Con có được 7 tháng mấy rồi. Rồi lúc mà vợ đẻ còn cái tặc ghê, tại vì con nói ha, người ta đi đẻ là phải đi liền, mà con đang là trong mùa dịch tâm điểm 2 tháng 9 là ngay mùa dịch nữa. Con ra trước 16 đó. Khoảng tầm là 3-4 ngày gì đó, là sáng đó là 2 tháng 9, thì bác sĩ nói là chưa có dấu sanh, nhưng mà đau bụng hoài, với cái bác sĩ nói đẻ đi, đẻ ngày bữa nay cũng tốt, mổ lắm nữa dạ. Đấu tranh với nhau, điện cho mẹ làm quá trời, nói là ổng muốn là phải sanh thường, phải sanh tự nhiên, không muốn đẻ mổ nguy hiểm, đủ thứ mà ổng cái gì mà liên quan tới dao kéo là ổng sợ cực kỳ luôn. Xong sợ lắm mà con nói, giờ nghe em tin em lần đi, sáng là khám, chiều là đẻ, mà bên bệnh viện thông báo nha. 4:20 hay gì đó là thai phụ sẽ được lên phòng mổ, người nhà phải chuẩn bị. 4:10 kêu cơm ăn, con không được ăn, con đói mà người ta bắt phải đói mà không mà không ăn. Ăn dĩa cơm thiệt bự xong anh đi tắm nha. Nói, anh ơi 4:10 thì 4:15 là còn 5 phút là em đi lên đẻ rồi đó. Phải đi tắm cái nữa. Con phải chuẩn bị rồi, con xong hết rồi, con chuẩn bị tâm lý đi về mặc đồ đi vô bệnh phòng mổ rồi. Anh tắm, anh tắm 3 phút là anh xong. Vô tắm bắt nhạc hát. Không biết sao là mừng hay là gung hay sao vô hát gùm beng. Bên bệnh viện đẩy con đi. Cái nói, anh ơi em đi nghe. Cái ông nói cái gì đó, con cũng nghe nó là con không biết, ổng biết con đi không. Con ra con tới phòng mổ rồi, cái người nhà ủa tại sao đi mổ mà không có người nhà lên. Cái con nói chồng con đi tắm mà chưa kịp lên. Chồng con đi tắm mà chưa kịp lên. Bên bệnh viện nói trời ơi vợ đi đẻ vậy này chồng tắm. Thôi cho con vô phòng mổ đi, tới giờ thì mổ đi, tại vì mình rồi còn người khác nhiều người ngày hôm đó. Đẩy vô thì là người ta vô rồi, phòng mổ là phòng vô trùng và thứ nhất là bệnh viện đó bệnh viện quốc tế nữa. Ông chạy tới, trời ơi làm đang mình đang tịnh gây tê sống thì con bé kia nó vô nói là bác ơi bây giờ chồng của chị hu á anh Thái á bây giờ muốn gặp vợ quá trời ảnh khóc rồi, anh khóc ở ngoài phòng mổ quá rồi, bác ơi bác cho ảnh vô đi. Bác sĩ nói đây là cái trường hợp mà không thể nào chấp nhận được, nếu sinh thường thì cho vô, sinh mổ nó không thể nào. Nhưng rồi. Mà bà chị nói là trời ơi tới nãy anh mất tắm, bà nói chơi vợ đi đẻ mà tắm gì mà mới đầu là bác sĩ quạo. Rồi bác sĩ bỏ cái mà cây kim kéo xuống đi rồi kêu vô đi, đúng 10 giây bao nhiêu thôi nha, vô chưa gì khóc, trời ơi khóc mà kiểu
em sao ông nắm tay nắm chân mà kiểu trời làm thấy ghê vậy, kiểu con cũng vậy cho bác sĩ thấy ổng như là thể hiện quá ha, tội nghiệp quá. Bác sĩ cũng muốn khóc, nói trời lần đầu tiên mà thấy chồng mà vợ mổ mà cảm động tới vậy luôn á. Mổ khóc luôn hả? Con hả? Cũng mới đầu con cười cũng khoái lắm, nói làm chuyện mắc cười mắc cỡ chết luôn à. Xong rồi con cũng thấy tự nhiên lớn luôn, cái con thấy ổng làm con cũng thấy cũng xúc động luôn, khóc quá à. Cái chi tiết hay nhất là chồng con khóc mà bác sĩ nhìn thấy cảm động luôn. Sao rồi bác sĩ ekip mổ cũng kiểu như nó bị lắng lại, nói trời thôi cho hai vợ chồng nó thể hiện tình cảm đi. Cũng vì tại vì cái tật là cứ bị dè dè là hay chậm chậm đó, là không có kịp là đi theo vợ để đi vô phòng mổ. Hối hận sợ lắm, sợ mình không gặp được vợ nhớ, vợ có bị làm sao để vô phòng một cái, ai vô phòng một cái là mình khóc nhiều hơn. Đấy thấy sợ. Sợ. Cảm giác thứ hai là sợ, mới đầu là hối hận này, thứ hai đúng là rồi, sợ tại vì rồi. Vô cái phòng mà mọi thứ nó yên tĩnh này, nó trang nghiêm lạnh tanh nữa, lạnh thật. Nó nổi da gà nữa. Nó lạnh tại vì là bác sĩ mặc đồ màu xanh, rồi tay cầm dao cầm kéo là trải sẵn trên bàn, rồi vợ nằm đó giống chuẩn bị làm thịt cái gì đó. Rồi không nhớ. Không sợ thấy không thương. Cái cảm giác sợ là khóc sợ. Nhiều. Để cho bắt nhịp cái không gian trong phòng mổ một cái, bắt đầu có đi kiếm vợ con trong phòng đó. Bắt đầu gặp vợ cái mừng mà xin vô nói và đâu có nói được gì, vô khóc lắm hoài. Nói lại là tôi hiểu cảm xúc của chú này rồi. Rồi giờ tới cái phần hay. Thôi tới phần kia đi, phần kia đi. Con coi chương trình Vợ Ông Son này nhiều mà đúng không? Ừ. Cái phần mà giật mặt không? Kể hết luôn nè. Kể hết luôn. Rồi. À, đầu tiên là cái tính nét là trước khi đi đâu làm gì là phải chửi. Chửi vì cái tật là chậm chạp này nọ đó. Đâu chửi sao? Thôi nghe nặng lắm. Thôi nói đi. Thằng salad này không có chịu xưng bằng thằng. Rồi nó, đứa con là nó. Con nói hay mẹ con là kiểu hay nói thằng ấy xàm á, tối ngại đi đâu ghê bực mình ghê quá. Đó là kiểu hay nói như vậy. Rồi xàm tối ngại thì họ nói vậy cái quạo rồi đó. Sinh năm 95 thì nhỏ hơn ta thì kêu bằng mày cũng bình thường nữa. Đó con lớn mà sinh trước thì đừng có nói vậy, nói sao những lúc bình thường không nói, những lúc mà cãi lộn thì đi nói ra mấy chuyện vậy. Đấy đó là tật xấu đó. Tật xấu phải sửa cái đó. Rồi đúng rồi. Vui cũng quạo mà buồn cũng hay quạo. Dễ gì ghen hơn gì ghen. Cứ hỏi về người yêu cũ. Tối trước khi đi ngủ thì hai đứa thì nói chuyện vui đi, rồi nói chuyện cái gì cái đó đi, hay là ngày mai ăn gì làm gì đi chơi. Cứ hỏi lâu lại hỏi là quen ai kể đi. Rồi khi quen là có làm gì không. Mà kể xong vô tư thôi. Có cọc không? Quạo wow, liền, con dãy liền. Đó, lại mất vui luôn. Tự hơi hơi rồi tự quạo đúng rồi. Hỏi nè, đó quen như người anh. Cái nói nó xong nói trời nhỏ tuổi quen dữ quá ha. Cái họ nói hồi cái có làm gì không? Nói thì quen thì phải làm cái gì mà làm ở đâu. Làm nhiều lần, trời ơi con hỏi gõ lắm á. Xong con quạo như bay vô vách ngủ liền. Con nói á, mới bị lớn mà vậy. Quạo liền, con dãy liền là con giận. Mà con phải hỏi ra nha, không ra là con không dãy nữa. Con cũng làm không cho nói ra. Là cũng quạo. Không nói cũng quạo. Là cái đó là tật xấu. Nói mà. Xấu mà xấu tự làm khổ mình đó. Đó. Rồi sao rồi giờ con mong hỏi đủ rồi giờ. Hỏi giờ tới hùa đó. Con nói ha, không ai mà đàn ông mà cái ga giường á mà thẳng như khách sạn luôn á. Hầu như ngày nào cũng vậy. Con nói chú tể của ga giường hay sao á, kiểu như thức cực kỳ. Mình ngủ thì sushi là con của con là thức sớm, thì 7 giờ ổng thức thì hai cha con xuống lầu làm gì làm mình ngủ. Không có nha con, thức dậy là ổng cuốn cái mùng trước. Rồi ổng lấy gối của con, mền của con để quả nồi trước. Ổng chừa đúng cái mền cho con nằm thôi. Rồi cái dè con nằm mình lên con vậy đó. Rồi ổng cũng căng cho thẳng vậy đó. Xong đến 8 giờ 9 giờ thức đi em, thức cho anh dọn dẹp ga giường nó. Hồi lên làm mà trả lời khách 2-3 giờ cho em ngủ chút đó đi. Phải bắt mình thức xong liền là đi căng cái ga giường. Căng thẳng thơm nha. Cộng tóc cũng nói mà con thì xài tóc nói đi, con gái mình cũng kiểu sửa sạn mà nói cộng tóc nè, tối ngày là tóc nè, rồi tóc với cái giò dưới đất cũng lượm lên. Thậm chí phân thằng lằn cũng bốc nữa nha con. Kỹ mà con hứ. Trời khủng khiếp quá trời, con không chịu gì luôn á. Con nói quá kỹ rồi, đừng kỹ anh, hãy ẩu đi, em cũng ẩu mà không nha. Lúc nào cái đó hợp lý. Cái này nói về chắc giận con nè, nhưng mà con nói nữa. Kinh khủng luôn, đôi dép mang ai cũng được mang vô đâu nha, mang dép mang trong nhà á nha. Mang vô một cái hửi liền luôn. Không mà dặn con không có chơi, không nói đâu nha, nhưng mà con thích hoài mà tới đứa cháu. Dép của ảnh là của ảnh, không ai được quyền mang. Gì cũng hửi hết trơn, cái gì một chút cũng hửi. Kiểu đôi dép mà thấy hơi cái vị trí đôi dép để ngày hôm đó chỗ đó vậy đó, mặn hồi nó ai mang dép con này nè, chắc chắn là phải hửi dép. Hả? Dép này của anh mà ai mang nè, mà mắc cười đó mẹ nó, trời đôi dép nó cũng hửi được đó mà. Bạn này là bị một cái gọi là dị ứng với lại các mùi vị. Rồi thôi, cặp vợ chồng này thì đẹp đôi quá. Đúng rồi. Thì không biết là Thái cũng như là Hua, các bạn có một cái điều gì nó dành cho nhau hay không? Bí mật cho nhau. Đó. À bây giờ em nhờ chương trình cho em lấy món quà. Là có quà tặng cho chồng hả? Biết rồi, là dối tận hôm nay. Nhưng mà thật sự cái món quà này, lần này con muốn cặp nhẫn cưới này con tặng chồng con. Là gì? Hồi đó giờ cái gì giá trị ảnh cũng dành cho con dành hết. Cho con. Nhưng mà cặp nhẫn này con đặt giá trị con tặng lại cho ảnh. Ngược lại cho ảnh. Đây là cầu hôn đúng không? Nhưng mà cầu hôn thì cũng phải cầu hôn, tại vì con nói là khi cầu hôn con phải ở Đà Lạt con mới chịu, vậy nhẫn phải là
hộp bự con mới chịu. Còn cái này thì con tặng cho ảnh. Không biết hôm bữa thử chiếc này nhẫn ngón nào nữa. Ủa mà giờ đeo vậy thì sau này cầu hôn thì lại đeo chiếc khác nữa hả? Đó, cầu hôn là anh mua nhẫn cầu hôn cho em thôi. Nhẫn này em tặng anh này. Đem đây hai đứa đeo nhẫn cưới luôn á. Khỏe. Khỏe cái chiếc đi, khỏe cái chiếc đi rồi à. À, thấy con nói gì với vợ không? Hôm nay có một cái nữa con muốn vợ con đứng tên. Đúng ra thì cái này vợ con đứng tên nhiều chương trình là con muốn tặng cho vợ con cái món quà này. À, cái này nó cũng bự á. Mà cái này nó di chuyển được nha. Đó là một cái bản hợp đồng mua xe ô tô. Cho vợ ký tên. Ủa tại vì cái này con để cho anh đứng tên mà. Nhưng mà con nghĩ là cái tài sản lớn giá trị thì vợ đứng tên gọi là giữ sẽ hay hơn. Rồi. Hôm nay là các bạn đã dành những cái món quà dành cho nhau như quá vậy. Trời rồi. Quá với trời rồi. Trên sân khấu này nữa thì rất là đối Thuận. Giờ Thuận nhìn cô dâu, Thuận có mường tượng ra một nữ diễn viên hài nào không? Vân Dung. Hay quá. Yeah. Hồi nãy đó là cặp vợ chồng vừa rồi, cô vợ nói chung là rất có sở thích nhậu. Thì không biết là cô vợ ở đây là có thích nhậu hay không? Thấy thích là... cái gì? Dạ em thích đi mua sắm thôi. Cũng là một trong điều phán đoán mà anh Quốc Thuận anh đã đoán rồi. Em tên gì? Dạ em tên Hà. Em năm nay 33 tuổi. Em là một nhân viên bên ngành xây dựng. Em cũng ngành xây dựng luôn. Dạ. Ủa, bữa nay mình gặp nhiều kiến trúc sư ha. Nhiều bên xây dựng dễ sợ luôn đó. Em? Dạ em tên Trang. Em năm nay 27 tuổi. Em làm nhà hàng khách sạn, quản lý nhà hàng. Chắc có lẽ là Hà đi đến cái nhà hàng đó ăn và thấy là gặp vợ mình mà thấy đẹp quá và thấy là quyết định cái gì tỏ tình mà đến với cô này đúng không? Dạ không anh. Em đừng có nói là em lộn vợ em là Vân Dung nha. Thế sao hai người à gặp nhau sao kể nha? Dạ thật ra em gặp vợ thì cũng một cái dịp rất là tình cờ là em lúc trước là em cũng làm ở ngoài Phan Thiết ấy. Tức là có nhỏ em vô trong này học, tức là em ở Phan Thiết em về em thăm nó thì em về em mới gặp vợ em. Dạ. Rồi chuyện gì xảy ra? Ảnh thì ảnh đi chung với bạn ảnh nữa. Mà anh kia thì cao to đẹp trai hơn. Còn ấn tượng ban đầu về ảnh thì trông ảnh rất là xấu mà gầy nữa. Có 47kg thôi. Mà cộng thêm là 2 cái răng cửa của ảnh bị gãy nữa. Nên là nhìn ảnh cười ra cũng xấu lắm. Nghe vợ tả là tưởng tượng ra đó. Đúng rồi. Nói chung vợ em là một người vợ rất là thương chồng. Và qua chương trình này chúng tôi mới biết rằng là anh chồng anh xài 2 cái răng cửa giả. Vậy thì chắc là em để ý anh bạn của Hà. Dạ không, lúc đó thì em không có để ý người nào hết. Nhưng mà anh kia thì ảnh xin số điện thoại em trước. Và ảnh nhắn tin cưa cẩm em. Nhưng mà thực sự em chỉ đi học nên em chưa có nghĩ tới việc quen bạn trai. Còn Hà lúc đó thì sao? Ban đầu gặp ấy, nhìn vợ thì rất là dễ thương. Trắng trẻo, dễ thương, đẹp. Mà tóc dài nữa, em lại thích con gái tóc dài. Nên lúc đó thì rất là ấn tượng. Nhưng mà mình hồi đó em rất là xấu, nó thật vậy. Vậy nên mình cũng không có tự tin cho mấy để mà đi cưa cẩm người ta. Nhưng mà lúc đi về anh bạn của em thì là bảo tao cua bé Trang nha mày. Xong kêu thì mày cua thì mày cua. Chứ giờ biết nói thế nào. Nên anh bạn em mới cua. Thế là anh bạn em cua đâu nằm 2 tháng sau ấy. Thì anh bạn mới gọi điện cho em bảo là ô con bé nó có người yêu rồi mày ơi. Tao cua không có được, lúc nào tao vô nó cũng đi chơi, nó đi đâu mất tiêu, nó không có tiếp tao. Em mới kêu mày cô gái mà từ từ với mày làm gì, ai mà yêu mày liền mới có bao nhiêu lâu rồi mày bắt người ta yêu mày hay sao. Xong nó kêu thôi tao không cua ở đâu. Em mới bảo mày không cua thì để tao. Để cua cho tao là cua. Dạ. Cua giùm cua giùm mày. Dạ không, là để nếu như mà bạn em không cua nữa ấy thì là nhường để cho em đó. Em cua. Dạ. Rồi bạn của Hà có thích cả Hà cua không? Dạ cũng có, nó bảo mày ngon thì mày cua đi, cưới được vợ thì tao ba mày nhậu. Vậy trời, cái cầu gì đó mà lắng nghe. Nó sẽ mà chắc là không ham nhậu nè. Bởi vì anh ta cua cho bỏ ghét mà. Ảnh cua em, ảnh dẫn em ra công viên. Ngồi công viên thôi, ảnh chưa có cho em uống nước. Thì trời tự nhiên mưa, cái em mới nói là thôi vô quán nước ngồi. Em kêu ra một chai C2 em uống. Xong ảnh nói chứ khát nước từ đời nào vậy. Lúc đó em cũng thấy tức rồi đó, em nói anh này sao nói chuyện vô duyên quá. Nên là em cũng không có ấn tượng gì với ảnh luôn. Rồi ảnh cứ nhắn tin gọi điện cho em liên tục. Nhưng mà mới đầu lên em bóc máy lên thì có chuyện nói, sau đó thì em không nói gì, em để hết tiền chơi vậy. Trời hả? Tốn nhiêu tiền em? Chắc ngày cũng mất cả tầm 200 ngàn. Trời luôn. Một ngày 200 ngàn tiền. Dạ, lúc đó em gọi gần như 24/24. Nói chung là em bơm liên tục. Không bố vậy nè. Bố thả bom bi, bom na ban thả hết đúng không? Bơm tin nhắn nè, bơm cuộc gọi nè. Mỗi tháng 6 triệu nè đó. Vậy thì em dội bơm như vậy trong bao lâu thì cô này
coi như là bị trúng ngã 6-7 tháng vậy. Trời ơi, sao sáu cho bao nhiêu tiền? 6-6 42 triệu. Chứ cũng lâu lắm. Là em ở Phan Thiết đúng không? Dạ. Còn Trang ở Sài Gòn. Sài Gòn có nghĩa là vì tụi em ít thời gian ở bên gần nhau cho nên dạ, tụi em xài điện thoại là chủ yếu đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà lúc đó ảnh bom tin nhắn liên tục quá nên là lúc 2:30 đêm á mà ảnh còn nhắn tin cho em nữa thì em cũng bực mình quá. Nhưng ảnh nói là sao không bao giờ nói yêu ảnh. Cái xong em tức quá em nói là em yêu anh luôn. Cái em tắt điện thoại em ngủ. Thì lúc đó em cũng chỉ nói giả vờ thôi chứ em chưa có yêu gì hết. Lúc đó thì mình cứ nghĩ là chắc là cô này cảm động vì mình cứ đây đạo diễn phim nè, hình dung liền à. Hai cái bối cảnh một bên thì tôi yêu nó mà còn bên kia trời sung sướng lúc 2 giờ đêm á trời. Đính rồi, đính rồi. Rồi bao lâu thì cưới? 4 năm vậy. Rồi cưới xong thì sao? Dạ lúc yêu thì em thấy nhiều khi ảnh cũng lãng mạn lắm mà cưới gì thì ảnh lãng xẹt à. Chưa có bao giờ mà đưa em đi chơi hay là đi ăn uống. Ví dụ như em nói là dắt em đi xem phim một bữa thì ảnh nói ở nhà có máy tính đó, coi cái phim gì thì gõ lên thì coi đi chứ đi xem phim tốn tiền quá. Bù lại tiền điện thoại đó cưng, 42 triệu tiền điện thoại mà cưng. Ở nhà là ai là người quản lý chi tiêu? Dạ em quản lý chi tiêu. Quản lý chi tiêu thì em lấy tiền nên em tự em đi coi mất mớ rồi. Nhưng mà phải đi hai người chứ một người. Ừ. Cái hoàn cái chuyện mà nó ra thì là chồng em còn có thật xấu gì? Chơi vì bạn hơn là vì vợ. Anh cũng hay đi nhậu nữa. Còn cái gì nữa không? Mê game hơn là mê vợ. Mê game đến nỗi mà ảnh lười tắm, cứ quần áo đi làm về xong vứt lên giường chơi game đã luôn, không ăn cơm làm gì luôn. Ảnh đi làm về trễ, đói bụng thì ảnh hối em nấu cơm ăn. Khi em nấu xong rồi thì ảnh nói là em nấu ăn dở. Rồi có lúc canh mặn quá thì ảnh nói chứ ông bán muối nào té trước nhà hay sao mà nấu canh mặn quá. Lúc nào ảnh cũng chê em hết. Ông bán muối còn chê mà chê rất nhân văn. Chị biết sao không? Phải em lười tắm mà em ấy là đi làm gì cởi đồ bỏ nó rồi chơi game tí, xong ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi tí rồi tắm ngủ cho nó mát. Giờ mình tắm sớm quá lát nó nóng quá rồi mà hôi mà kê nên ngủ gì được. Nhưng mà vợ em nấu cơm dở thiệt hay là em cố tình em nói vậy để dạ, em có thời gian chơi game? Không 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 phải vậy. Nói chung nói ngon thì không thể nói ngon được nhưng mà cũng không phải là dở. Nhưng mà em chê là tại vì em muốn vợ tự tin quá rồi quên mất nấu nên thành ra 31 nấu mới dở sao. À vậy đó. Chê hả? Để cho phát triển thêm. Vậy đó. Em có để ý không? Bạn này là dân xây dựng thiệt nhưng mà bạn rất là dí dỏm á nha. Không biết là trong cuộc sống em có lãng mạn hay không. Chứ còn cái dí dỏm khi mà chê bai của bạn mắc cười quá. Nói chung là cũng mời không? Lúc yêu mời người ta đi uống nước á mà phá một câu á. Khát lâu chưa được uống hay sao? Anh canh vợ nấu nó không bắn muối nó té chứ. Chồng em cũng có những cái góp ý, nói chung là cũng lãng xẹt thiệt. Nhưng mà có lúc nào anh nổi điên mà thì em muốn bỏ phức cho rồi vậy? Dạ có lúc vì ảnh chơi game, nghiện game nhiều quá nên là hai vợ chồng cũng cãi vã mà cũng ảnh cũng tức quá nên ảnh đập điện thoại. Mà ảnh đập thì hư nhẹ nhẹ thôi, em ném vô tường hư luôn, không sửa được. Trời đất ơi. Rồi sao? Rồi xong hai cái điện thoại đi luôn, mua cái điện thoại mới xài. Rồi vợ em có cái tật xấu gì mà em không đồng ý không? Cái mà em không đồng ý nhất là nói quá nhiều. Nó đi nó lại. Rồi giống như là vợ thường hay đi mua sắm hơi bị quá nhiều. Mới đi đám tiệc đâu từng rồi đám tiệc chẳng hạn. Anh ơi em đi sắm cái váy, em đi đâu anh đi đám. Xong đến đâu gửi tầm vài tuần sau chẳng hạn. À cái đám tiệc nữa, anh ơi em lại đi sắm cái váy nữa. Không nhưng mà em thấy thì nó rất là phí. Bởi vì thật ra đồ mà mình mặc một lần như vậy thì rất là phí đúng không chị? Tầm 3-4 cái mặc xây dòng là được rồi. Em nói vậy thì vợ là bảo ủa sao anh là keo kiệt hay là không cho em mua sắm này kia. Rồi em có muốn vợ em thay đổi những cái gì trong những cái mà em vừa mới nói ra? Đừng có nói nhiều quá. Rồi còn em? Dạ em muốn ảnh là quan tâm tới vợ chút xíu chứ ảnh là chơi với bạn không, còn bỏ em bơ vơ ngồi ở chỗ nào cũng được. Rồi ảnh đi nhậu thì về quá khuya mà xong khi muốn ói thì không có chịu đi xuống gác ói mà lại kêu em nữa, sau đó rồi quay sang giận em nữa, nên em thấy nhiều cái tính đó thì cũng không có tốt lắm. Còn thấy cái ca này khó hay là dễ? Dễ chứ không khó. Dễ làm sao? Thì bây giờ bớt nhậu lại chắc có lẽ là bên này sẽ bớt phát thanh, hiểu không? Đó, nói chung là tất cả các bạn đều xuất phát từ cái miệng hết. Bên này uống cũng từ cái miệng, bên này nói cũng từ cái miệng. Thôi thì hai cái miệng cùng giảm một chút xíu thì cân bằng hết. Thật ra cái hoàn cảnh của tụi em nó có một cái vấn đề vậy. Mặc dù cái năm yêu nhau là rất là lâu, 4 năm. Dạ. Nhưng mà tụi em lỡ cách xa nhau quá, cho nên thực ra tính ra cái thời gian mà được tiếp cận nhau để tìm hiểu về nhau nó lại quá ít. Dạ. Thì coi như bây giờ lấy nhau rồi thì mới có thời gian gần như là tìm hiểu nhau cặn kẽ hơn. Thì chắc chắn tụi em sẽ phát hiện nhiều những tính tình á, hoặc là những cái sở thích mà khi yêu mà mình không có biết được ở đối phương. Nhưng mà hơn tất cả những cái điều tụi em có những cái bực mình về nhau thì chị hỏi thật lòng là khi tụi em lấy nhau rồi có cảm thấy là yêu nhau hơn lúc mà đang tìm hiểu nhau không? Dạ có chị. Có. Tại vì thường vậy nè, Thuận, cái tình yêu đó ở xa chỗ đắm đuối lắm, đắm đuối vậy đó. Nhưng mà khi mà lại gần nhau rồi thì tự dưng nó không có như vậy nữa. Thì thường là chia tay hoặc là yêu nhau hơn thì ở với nhau luôn, thì các bạn rơi trường hợp thứ hai. Đó là quá tốt, cơ bản rồi.
Còn bây giờ những cái việc mà sửa chữa như nãy chị nói đơn giản, sửa được mà, đúng không? Dạ, được. Đúng không? Đúng không? Bớt nhậu lại, chị bên đây người ta bớt cằn nhằn thôi cưng. Dạ, chúc hai bạn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Wow. Mau có em bé. Ờ, để bên nhà bên cửa. Đúng rồi. Dạ. Rồi. Nó không đẹp, để anh sửa cho. Dạ. Lên hình. Rồi, ok, mừng nha. À, xin chào hai bạn. À, trước hết thì là chị Vân với anh Thuận là xin chúc mừng gia đình sắp sửa đón thêm một thành viên mới. Dạ. Đúng không? À, bây giờ thì xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. À, dạ chắc là cha con xin phép xin cô chú tại vì con bằng tuổi với lại con của cô Hồng Vân. À vậy dạ. Hả? Con 94. Dạ đúng rồi. À, con cũng xin tự giới thiệu với lại cô chú cũng như là các bạn đang xem chương trình thì con tên là Phương Anh. À, con sinh năm 94 và hiện tại công việc của con là một người dẫn chương trình và một diễn viên tự do. Ồ vậy đó à, hả? Phương Anh. Dạ đúng rồi, Phương Anh. Yeah. Phương Anh đang có tham gia những cái chương trình nào không? Hoặc là những cái phim ảnh nào không? Dạ hiện tại thì con đi những cái phim ngắn ở trên YouTube ạ. Là MC thường là dẫn chương trình cho các sự kiện gì? MC thì thường là con sẽ dẫn cho các đài ví dụ như là VTC, HTV rồi cũng có dẫn sự kiện ở bên ngoài. Chào Phương Anh. Em bé mấy tháng rồi? Dạ hiện tại em bé được hơn 3 tháng rồi. Vậy đó hả? Chúc mừng. Trời ơi. 3 tháng mà thấy phẫn phẫn ghê. Tại hay luôn á, chị nhìn cái chị biết liền. Bình thường đâu biết đâu. Người của con là kiểu ốm á, cho nên là khi mà mặc những cái đầm ôm là rất là dễ thấy bụng luôn. Chúc mừng con. Không biết. Trời ơi, tôi nhìn nhạy cảm với những người mẹ chứ. Rồi mời con. Dạ, xin trước tiên chào chú Thuận, cô Hồng Vân. Con là tên là Cao Trí, con 201. Con đang làm về ngành F&B ở bên quận 2. Con là 2001. 2001. Cái này là 1994. 2001. Giờ cách nhau 7 tuổi. Số đẹp. Đây chú thích số 7. Không, nếu vậy là con là hơi bị chững chạc đó nha, nhìn không có chênh lệch gì hết trơn. Dạ. Trời ạ. Thực sự nếu mà con không nói là không biết luôn á. Cho nên cô nghe cái 21 mà cô không biết là gì. Không, em nè, em là tính liền luôn á, tính liền con số luôn á. Nhưng mà đó ý là chị không nghĩ đến cái chuyện là tuổi tác luôn á. Tại vì nhìn nó xem nhau. Hoàn toàn là không có thấy. Ý là con già hay sao hả? Không, bạn này già. Không, bạn này cứng cáp hơn. Bạn này cứng, gọi là ý của nó là cứng cồi, cứng cáp. Dạ. Mà nhìn không có chênh lệch gì, thành ra nó nói hay là một là chị không có để tâm đến cái chuyện mà ồ vậy dạ, đó hả con? Dạ. Nhưng mà Trí là công việc đó là công việc gì? Trí chia sẻ thêm đi. Dạ, cháu làm ở một gọi là bartender á. Rượu. Dạ. Ở quận 2. Dạ, ở quận 2 ạ. Dạ. Chắc có lẽ là cô này là trong một buổi tối là đi club hay đi cái chợ nến một cái bói nơi mà dạ, làm lần đầu tiên thấy đầu... chú Thuận đoán đúng được 100% luôn. Chính xác, nguyên cái số này là của em, như vậy bữa nay em được cấp bằng luôn nè. Yes. Hồi nãy là 10%. À, nãy hồi nãy là 90%. Bây giờ là 100% luôn. Bây giờ là 100% luôn. Đúng không? Dạ đúng. Yes. Đi đến quán bar rồi uống và dạ, gặp cái ông này. Rồi gặp ông bartender này, ông ấy rượu cho con đúng không? Dạ đúng rồi. Wow. Và hai người để ý nhau và quen nhau. Dạ thật ra cái khoảng thời gian đó nó cũng dài lắm, tại vì thật sự ra con cũng chia sẻ một xíu, chắc là chia sẻ luôn về cái câu nói chuyện chúng con gặp nhau. Dạ là thời lúc cái thời điểm đó là mới vừa hết dịch xong thì tụi con cũng muốn đi chơi ở những cái quán đó. Rượu dạ đúng rồi thì tới quán quán đó thì lúc đó là mới vừa hết dịch mà nên mọi người ai cũng đeo khẩu trang hết, không có thấy mặt nhau được hết, thì cái tính của con lúc đó còn đang còn độc thân cho nên là còn bay nhảy lắm. Xong rồi đi thì kiểu tìm mấy anh coi có quán có anh nào đẹp trai, mình cũng chỉ muốn là giỡn vui để trong cái buổi đó nó thật là vui thôi. Xong cái thì đi trong cái quán đó thấy anh này là đẹp nhất, đẹp, nhìn ngoại hình là kiểu mình ưng nhất, đẹp nhất, thì cũng kiểu nói chuyện vui rồi làm quen với nhau thôi. Nhưng mà lúc đó thì không có ý định gì hết. Và sau đó thì con về là phải 2 tháng sau thì lúc đó con mới quay trở lại cái quán rượu đó, mới gặp lại thì lúc đó mới bắt đầu chính thức là làm quen với nhau. Tức là lần thứ nhì. Dạ đúng rồi. Thế nhưng mà con á, khi mà bạn này về rồi con có cái cảm xúc gì với bạn không? Lúc đó là bạn này đang có người yêu cô ạ. Chắc nghĩ là giống như là kiểu khách cô này cũng giống rồi. Như biết bao nhiêu cô gái đến đây uống rượu thôi. Dạ, dạ. Đúng không? Dạ. Nhưng mà sau 2 tháng sau gặp lại thì chắc lẽ là bên này mới chia tay. Dạ không, vẫn còn đang có người yêu luôn. Vẫn còn. Dạ đúng vẫn rồi. Còn chị. Bữa nay chị dở quá. Thôi chị nên là một chị số 1 đi. Chị như chị số 1. Sao được, cái đó là để cho em. Không được, em phải là ông mụ. Không, em kim luôn rồi. Tại bữa giờ không ai nhờ chút trơn á, ngứa mỏ. Ôi thiệt khổ. Nên đoán đó. Rồi sao nè? Rồi 2 tháng quay trở lại có cái gì đó khác khác không?
Thì thật ra trong đầu con cũng không nghĩ gì hết. Tại vì trong khoảng thời gian đó thì con cũng vui chơi rất đang rất là thoải mái với cái cuộc sống của mình. Thì cho lúc đó lúc mà gặp lại bạn này thì con bé em của con làm trong cái quán đó thì cũng giới thiệu là cái bạn này là hồi cái bạn trước mình lúc chị làm quen nè. Xong con mới nói là ừ vậy hả, rồi thôi không nói gì hết. Thì lúc đó cũng nói chuyện vui với bạn này mà lúc đó bạn này đang có người yêu. Xong rồi con mới nói bạn này thì thôi trước giờ con cũng hay tính làm quen người này người kia, nhưng mà với những bạn mà đã có người yêu rồi thì con tránh xa ra. Con không bao giờ muốn mình là cái người bước vào cái cuộc tình của người ta vì con đã từng đứng trong cái vị trí đó rồi. Thì mình rồi giờ sao hai đứa đến được với nhau nè? Rồi nên lúc đó là con không nói chuyện với bạn này luôn. Phải tầm một tuần hai tuần sau thì bạn này là người chủ động nhắn tin lại với con, thì lúc đó bạn mới chính thức là chia tay người yêu rồi. Có nghĩa là con gặp bạn này xong rồi con về con chia tay người yêu đúng không? Ủa một tuần sau à? Dạ đúng rồi. Con tuần sau là nhắn tin rồi. Đúng trong rồi. Khi họ tuần trước vẫn còn yêu. Dạ đúng mà rồi. Tại sao tuần nên sau là lúc đó con thì không có tin vào con nhìn bạn này lúc vậy là có phải là do nguyên nhân là do cô gái này? Thì đó lần thứ hai gặp nè xong sự rồi sự trở lại của cô ấy. Dạ cũng là gọi là 50% do cô gái này thôi, còn 50% thì do câu chuyện của cuộc tình trước của con. Nên con mới có quyết định như vậy. Nhưng mà thật ra là Cao Trí có để ý cô gái này đúng không? Dạ. Thật ra thì dạ có, nhưng mà kiểu lúc đó con để ý kiểu cũng cho vui vui thôi, con cũng không có để ý gì nhiều. Vui gì xinh chết rồi, vui vui gì. Dạ thì đó. Xinh nè, rất nhìn là rất là dễ có thiện cảm á. Chú nói thật á. Dạ cảm ơn chú. Đúng không? Dạ nhưng mà lúc đó con cũng để ý con vui 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 thôi. Tại vì cái công việc của bạn này là ở quán bar thì gặp rất là nhiều người. Dạ đúng rồi. Nên là con chỉ là một trong những số ít trong đó thôi. Nhưng mà con nhắn cho một mình cổ thôi hay là nhắn cho nhiều cô? Dạ nhắn cho một mình. Dạ kiểu con lúc đó mình con có cái tính là con nhắn ai thì con chỉ kiểu nhắn một mình thôi. Ủa nhưng mà này con, sao chia tay á người ta buồn lắm, người ta đau buồn lắm, người ta chỉ chưa có nguôi cái mối tình đó, sao con lại nhắn tin liền để mà chia sẻ với cô gái này? Dạ thiệt ra thì nếu mà một trong hai bên mà có cái người khác hoặc là có chuyện gì khác á thì nó sẽ buồn. Còn đây là kiểu chia tay trong êm đẹp á nên là mọi thứ nó cứ bình thường với lại con cũng chia sẻ là cái tính con nó hơi vô tâm một tí, nó hơi vô cảm, kiểu dạng hơi vô cảm á, không có cảm xúc gì nhiều, nếu mà chia tay không có cảm xúc gì nhiều lắm. Vẫn chia luôn. Dạ đúng rồi. Cái gì mình quyết định là mình quyết định luôn. Và chưa đủ yêu đó em ơi. Con chưa đủ yêu đó chứ con mà đủ yêu rồi nó đau lắm con. Đau lắm. Đau lắm. Dạ, thật ra thì con không có hề tin bạn này luôn. Tại vì con mới nói hồi trước giờ cái luật mà con đặt ra cho bản thân con á là ít nhất là cái người đó phải chia tay ít nhất là 3 tháng thì con mới bắt đầu làm quen. Nên là lúc đó con kiểu bạn này có nhắn tin cũng chỉ nghĩ cho vui thôi, không có suy nghĩ là sẽ đi tiến tới với bạn này hay là có gì hết. Và bạn cũng giải thích với con là do cái cuộc tình trước có một số vấn đề xảy ra rồi chứ không phải là vì bởi vì con, nhưng mà đàn ông mà cô nói gì chả được đúng không? Nên là không có tin. Thì khoảng một thời gian dài thì bạn là cái người mà từng ngày thuyết phục con. Dài là dài bao lâu? Chắc cũng gần một năm anh ạ. Gần một năm, một năm luôn, dài thiệt. Chứ chị tưởng tuần mấy. Tại vì có nhiều lắm em, nó nhiều cặp nó đến với nhau. Dài bất ngờ luôn. Giận nhau mà dài nhất là 24 tiếng. Giận tới một ngày trời. Ít hồn. Cái điều gì mà để cho con cảm thấy tin tưởng ở bạn này? Tại vì nói về số tuổi thì con cũng lớn hơn. Dạ, đúng rồi. Kinh nghiệm sống cũng hơn. Đó, sự va chạm ở ngoài xã hội cũng hơn. Thì điều gì khiến con cảm thấy tin tưởng chàng quyết trai định trẻ này? Và quyết định là yêu đó. Dạ thật ra có nhiều lý do lắm. Tại vì bạn này là một trong những cái tình huống mà nó hơi chém hay một xíu là bạn luôn phạm phải những cái điều mà con tự đặt ra cho bản thân mình là con sẽ không bao giờ quen những người như vậy. Là hồi trước giờ con quen những người lớn tuổi hơn. Tại vì bằng tuổi con cảm thấy mình bị già trước tuổi á. Xong rồi kiểu bị trẻ con quá. Thì rồi, nhỏ tuổi hơn nè, nhỏ tuổi hơn là không quen. Rồi ngay cả cái việc bạn đang có người khác là hai cái rồi. Hai cái. Cái gì xong nữa? Rồi làm trong cái lĩnh vực nightlife, cái lĩnh vực ban đêm đó là con biết là ba cái luôn. Dạ đúng rồi. Là kiểu không có một cái tình yêu chính thức. Mà trong khoảng thời gian đó, thật ra nếu mà nói về độ tuổi thì con không thể nào mà lông bông mãi được. Xong rồi từng ngày thì bạn thuyết phục con, bạn từ những cái điều rất là nhỏ nhặt bạn luôn để ý quan tâm con. Và bạn là cái người đầu tiên từ hồi trước tới giờ con quen dám dắt con về giới thiệu với gia đình và dám gặp mặt gia đình con. Vậy là sau một năm là quyết định là yêu bạn ấy đó, đúng không? Và bỏ qua hết ba những cái gì mà mình không thích, hiểu không? Dạ đúng rồi. Còn con kể cho cô nghe đây, cái câu chuyện mà khi yêu của tụi con á, có cái câu chuyện nào mà tới bây giờ con vẫn còn nhớ không? Câu buồn trí. Cũng được mà vui cũng được, mà chia tay chia chân đồ hay là này cái nọ đồ. Hoặc là lâu lâu con bị say nắng ai đó, ví dụ vậy đồ. Dạ, thực ra thì
nhiều chuyện quá, con cũng gọi là kể chắc phải cái không, mình kể cái chuyện nào ấn tượng nhất á, ấn tượng nhất á. Dạ không, đối mà với mình con nhớ hoài á, nhớ hoài á. Bạn phải mang một câu chuyện đến với chương trình Vợ Chồng Son chứ, đúng không? Dạ, câu chuyện là hôm tối hôm đó con với bạn này đi chơi, thì con với bạn có tâm sự kiểu con bị thu hút bởi cái tính của bạn này. Bạn đó có chia sẻ với con một câu chuyện mà con không có kể ra được. Rồi, con không cần, không cần. Xong con bị thu hút, con bị gọi là thu hút xong mà phải quyết tâm là phải theo đuổi được bạn này. À, dạ, đó ấn tượng. Dạ, đó là ấn tượng đầu. Khi... đó là ấn tượng dạ. Đó, nhưng mà còn cái mà là cái câu chuyện ấn tượng theo qua như... cái câu chuyện của cô bé. Nhưng mà con được biết đó là cái câu chuyện đó là nó có hơi hướng là giống như kiểu con là một người hơi bị quậy phá mà lại ấn tượng với bạn này. Con có hiểu lý sao do vì sao? Tại vì trước giờ những người con quen á thì luôn lúc nào cũng nhìn con với mắt là kiểu một người rất là hiền dịu, kiểu nhu mì, và họ luôn hướng tới là một cái người mà độ tuổi như con thì phải có hình tượng như vậy. Thì lúc đó con lại lúc sau quá nhiều câu chuyện xảy ra thì lúc đó con bỏ hết những cái hình tượng mà tại sao mình phải cứ tạo ra mình là một cái con người, là một người vợ để cho người ta hướng tới, là mình để cưới làm gì, thì con sống đúng với bản thân con. Thì lại là cái người thu hút bạn này. Là thu hút bạn này. Thì có bao giờ hai đứa đi chơi mà gặp người yêu cũ của con không? Nhiều lắm cô. Ông có nghĩa là ảnh là nhiều người yêu cũ hay là một người yêu cũ? Dạ, tại vì thực nhất ra là khi mà con tới, lúc mà còn bạn này còn làm việc thì vẫn còn làm việc chung với người yêu cũ. Cho nên là con đi tới cái chỗ mà bạn này làm việc thì gặp người yêu cũ thường xuyên luôn. Rồi con có bao giờ con bị xử tử không? Bị phản ứng không á? Thật sự ra là tại vì con cũng hiểu được câu chuyện của phụ nữ với nhau á. Thì mặc dù là có lục đục xảy ra trước đó như bạn này kể nha, chứ con cũng không biết là bên kia, tại vì con không muốn tìm hiểu quá sâu về quá khứ của người khác. Thì bước vào một cái mối tình mới mà khi mà người đàn ông mà có một cái mối quan hệ sớm trong sau đó chỉ một tuần thôi thì chắc chắn người phụ nữ sẽ rơi vào trạng thái rất là buồn và tuyệt vọng. Mặc dù là có cãi nhau vậy đó đi nữa, nhưng mà một khi đã gọi là quen nhau thì có tình cảm, có đã yêu rồi, thì con biết là cái tâm trạng bạn đó đối với con thì cũng sẽ khó chịu, nói chung là cũng có lời qua tiếng lại, nhưng mà con hiểu vấn đề đó nên thôi con sẽ chọn cách im lặng. Lời qua tiếng lại là trên internet hay là trong cái nightclub đó? Thật sự ra thì cái mối quan hệ của cái bạn đó với rất nhiều những người bạn xung quanh con đều biết hết. Nó lại có một cái mối quan hệ tình cờ như vậy, là bạn nó không nói gì với con nhưng cứ luôn tìm những người xung quanh con để nói nặng lời. Bà tới tay con. Dạ đúng rồi. Là nó sau lưng con. Dạ đúng rồi. Con nhưng xử mà con cảm sao? Thấy là kiểu nếu mà có việc gì á thì nói thẳng trực tiếp với con, chứ nếu mà làm phiền những người xung quanh con thì chính con rất là ngại. Bởi vì những người xung quanh mình đâu có tội lỗi gì đâu mà tự nhiên cái phải chịu những câu chuyện. Rồi đó. Con xử lý làm sao? Con có tìm bạn đó để nói chuyện, thì con có nói là có việc gì hoặc là có cái khúc mắc gì đó, hoặc là cứ có một cái suy nghĩ là con là người thứ ba gì đó thì cứ nói thẳng trực tiếp với con có thể giải thích được. Là vì rõ ràng là khi con gặp bạn này, khi bạn này đang quen bạn đó thì con đã không quen rồi. Thì sau một khoảng thời gian thì bạn đó giống như kiểu không có dám đối diện trực tiếp với con mà chỉ có nói lòng vòng thôi. Thì sau khoảng thời gian thì bạn nó cũng im lặng thôi, không nói gì nữa. Rồi sau đó im lặng luôn. Dạ đúng rồi. Mà lúc đó con biết chuyện đó không? Dạ con biết. Rồi con có gặp bạn đó để con nói là không nên làm như vậy không? Dạ kiểu đó là một câu chuyện của con gái nên con cũng xen vào. Con né luôn hả? Dạ con né luôn, con đứng ở ngoài con nhìn luôn. Bây giờ bạn đó để hai bà tự dạ, xử lý. Bây giờ bạn đó còn làm chung với con không? Dạ giờ, bây giờ lúc đó là con làm ở quận nhất. Bây giờ con chuyển sang quận 2. Chuyển dạ. Ở quận 2 rồi. Cách hai thành phố rồi. Đó. Dạ, đúng rồi. Thành phố Sài Gòn với thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức rồi. Thôi cũng được rồi. Rồi sau đó là bao nhiêu lâu hai đứa làm đám cưới? Dạ khi mà là gần một năm sau là tụi con quyết định là đi đến hôn nhân. Là cưới được bao lâu rồi? Dạ cũng được nửa năm rồi. Nửa năm rồi. Em bé vậy 3 tháng. Về anh chơi được có mấy tháng vậy là coi như dính bầu luôn. Dạ anh chắc anh chơi chán rồi. Có một câu chuyện con cũng chia sẻ một tí xíu là ban đầu con không có chịu cưới. Tại vì con nói là con là một đứa trong cái thời điểm mà con đến với bạn này con không tin vào tình yêu nữa. Con cứ nghĩ là thôi mình quen mình để đó thôi. Mà bạn này lúc nào cũng giục cưới hết. Lúc nào cũng muốn là cưới đi. Mà con không hiểu tại sao con lớn tuổi hơn bạn bạn sợ ế sao bạn cứ đòi cưới hoài. Không, cái vấn đề tuổi tác. Cái bọn con trai nó vậy đó. Cái vấn đề anh tuổi Bin tác. Đó là yêu chị Thúy Nga đó. Thúy Nga lớn hơn anh Bin là nữa hả? 3 tuổi.
3 tuổi hả? 3 tuổi, 3 tuổi. Ồ, nhưng mà tiếng Anh nó dài dặn hơn em nhiều. Không có đâu, nghĩ sao mà cưới. Bà đó nghe, bây giờ là bên hải ngoại người ta biết luôn rồi đó. Ủa, rồi thì ai giờ, cũng hỏi cho nó. Thì giờ cái sự thật nó vậy thì mình nói vậy thôi, anh yêu thầm chị Thúy Nga. Dạ. Biết chị Thúy Nga không? Dạ biết. Đó, cô Thúy Nga đó, rồi nhờ vậy mà cô Thúy Nga giờ chưa chồng luôn đó. Nó nghe nè, nhưng mà khi cái vấn đề tuổi tác á, dạ, mà nó lộ ra đó, mà con biết con nhỏ hơn hơn bạn Phương Anh này khá là nhiều tuổi, dạ, thì nó có cản trở trong cái việc gọi là tình cảm của con khi mà con đến Phương Anh không? Dạ lúc dạ đầu á nha. Dạ không biết. Dạ con bình thường à, do kiểu con gọi là đi làm sớm nên cũng đụng chạm nhiều. Dạ, nó không thích cho nên nó mới đòi cưới. Nhỏ này không chịu cưới mà này cứ đòi cưới đây đó nè. Thì em đang hỏi là cái giai đoạn mà đó, khi mà mới biết tuổi á thì đó, em muốn hỏi để em coi có giống cảm xúc của em hồi đó không. Đó chị Nga không chịu hồi đó là chị Nga tâm tư của mình không á chú chứ chị Nga không có gì hết trơn nha. Chị Nga không có chịu xong chị Nga mới đi Mỹ đó. Tôi chỉ thích Cát Phượng thôi. Rồi sao nè, bây giờ lấy nhau về rồi mấy năm mà dạ tôi con mới được có mấy tháng, mấy tháng hả? Rồi, dạ đúng rồi, nửa năm rồi. Sáu nửa năm ở với nhau thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Thật ra là con không biết chồng con suy nghĩ sao về con, nhưng mà tật xấu của chồng con thì trước đó là con đã thấy rồi. Nhưng mà kiểu mình cũng nghĩ là sẽ nó không có phải là một vấn đề quá nhiều á, là cái đầu tiên mà con cảm thấy mình không thích thôi, chứ có thể là người khác thích cũng được. Rất là bừa bộn, con nói là nhà là có một đứa bày và một đứa dọn, cứ đi về là xả ra, đi về là xả ra, xong rồi làm cái gì cũng xả ra. Xong con cứ, tại vì cái tính con rất là cầu toàn và kỹ tính luôn, cứ đi đâu thấy khó chịu nó không có nằm trong cái sắp xếp của mình là bực bội liền. Nhưng mà mình dọn một lần xong rồi mình đã nói rồi, anh ơi nhớ để này vô. Ok, lát nữa anh dọn mà. Xong lát nữa mình cũng không thấy dọn, phải tầm 2-3 tiếng sau tới mình dọn. Đúng rồi, chứ mình phải đi dọn. Xong con hỏi là tại sao anh không dọn, thì một lát nữa, tức là khi nào mà anh đứng lên nó là một lát, không biết khi nào anh đứng lên. 10 người hết 8 người vậy rồi sao con? Sao cái con phải cứ đi dọn nó? Đúng là nhà, mà hồi trước tới giờ ở nhà con á, con kiểu là một cái đứa được cưng chiều, là mình không bao giờ phải đi làm cái gì hết. Cuối cùng giờ mình phải làm ổ xin. Dạ đúng rồi, xong rồi cứ bày ra, xong rồi mình cứ phải đi dọn vô. Mỗi lần mà dọn vậy bà có cằn nhằn không? Dạ thì chỉ hơi ràm thôi. Để chuyển qua bên kia rồi bây giờ nè, bừa bộn còn gì nữa? Rất là sàn cô. Sàng. Dạ. Xài sàng phải không? Dạ không, không sàng á, lâu á. Dạ đúng à, rồi. Rùa đó, rùa đó. Từ hồi quen con đã như vậy rồi. Là chậm chạp á phải dạ, không? Dạ đúng rồi. Mặc dù là con biết là hồi đó là rất là chậm trễ, là con không biết lý do tại sao là luôn đi trễ. Con cứ nghĩ là chắc là do quên hay gì đó, nhưng không. Ví dụ như tới giờ hẹn đi thì mình tính con gái rất là kỹ tính mà đi ai chơi ngờ, với con trai. Ai ngờ ổng điệu hơn mình luôn. Xong cái mình đã phải chuẩn bị rất là kỹ rồi, cái con đã phải gọi trước là hơn một tiếng đồng hồ là để là biết là chắc chắn là sẽ đến đúng giờ. Không. Nhưng vẫn lại trễ. Điệu, lo điệu đúng không? Sao con không biết là làm cái gì mà cứ sầu quần. Nhưng bây giờ con đã biết lý do tại sao chưa? Thì cứ vậy đó cô, nói chung là có là không biết sầu quần. Không biết là trước khi ra nhà, là phải làm mấy miếng. Dạ đúng rồi. Làm mấy mẫu miếng. Mà chứ không phải là điệu không. Hoặc là cứ quên đồ, ví dụ như con nói là có những cái đồ mình để đúng cái vị trí của nó thì mình sẽ nhớ, không để quên xong rồi cứ chạy xuống, chạy lên, chạy xuống. Cái lên này nó là liên đới của cái sự bừa bộn đó. Thành ra là mình bừa bộn biết để đồ đâu phải đi kiếm. Kiếm thì trễ giờ, vậy thôi. Chính là thứ nhất nè, một là bừa bộn, hai là sàn. Dạ đúng rồi. Rùa. Mà kiểu con gái mình một hai lần thì không sao, nhưng mà nhiều lần mình thành ra bực bội á cô. Trong khi bả là làm bên truyền thông. Là người cần phải có phải đúng ra cái người sàn phải là bà. Dạ đúng rồi, mình con gái mình không sàn thôi chứ đàn ông trai. Rồi tiếp nữa nè, tiếp nữa là coi còn gì nữa không nè. Có nghiện rượu, nghiện bia, nghiện game gì không? Dạ không, cái đó thì bạn này thì không có. Thì chỉ có hai cái đó thôi. Có hay nhắn tin với gái thả bom like cho thả gái không? Trời, con là cái đứa mà hồi trước tới giờ nha, là không hiểu sao những người trước con quen á là hay có cái tính đó. Nên là lúc mà con quen bạn này á là con đã phải mò dữ lắm luôn á. Có những lúc mà con ngồi con phải mò từ Facebook qua Instagram qua Zalo mà không có tới, gì hết. Không có gì hết, không có một cái gì để con ghen luôn. Con tức là vậy, nhiều lúc con phải tự kiếm chuyện để con ghen. Không, tin hồi nãy bạn có nói mà bạn đã nhắn tin với ai rồi là chỉ có một người đó thôi chứ không có ai cả. Thôi chúc vậy là con. Sẵn như hỏi mong muốn thay đổi đi, con có muốn chồng thay đổi điều gì không? Nếu mà thay đổi thì con chỉ mong là bạn lo nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Tại vì con biết là ở với cái lứa tuổi của bạn thì con cũng không thể nào bắt bạn là phải như một người đàn ông trưởng thành được. Nhưng mà kiểu thời thế nó ép bạn vô cái công việc là bạn có gia đình, làm chồng, làm gia đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì bạn tự phải làm mình lớn hơn và trưởng thành hơn để nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Nãy bạn tự bạn nói đó, bạn là người vô tâm đó. Đó, vô mà tâm. Bây giờ sắp tới là vô tâm với con. Sắp tới là có em bé rồi, có con rồi. Mình làm cha rồi. Không như là cái chuyện vô tâm nó nguy hiểm lắm nha. Rồi bây giờ tới con đó Cao Trí. Dạ. Cô ấy có những cái tật xấu gì? Dạ. Dạ không, tật xấu thì nói chung là cũng gọi là dựa trên cái tính cách thôi, là kiểu hay giỏi.
hay giỏi. Con là một con người kiểu ít nhắn tin với phụ nữ gọi là xung quanh con. Nhưng không, tối gì ngủ mơ, sáng dậy giận. Một tháng nào cũng mơ, một tháng nào cũng mơ, tháng nào cũng mơ luôn, là cứ đều một tháng là một hai lần. Ghen mộng. Mà con lơ tơ mơ, con không biết cái gì luôn đúng không? Dạ, tự nhiên ngủ dậy sáng là phải dỗ. Biết rồi, con... ghen mộng. Tại xong vì... rồi ghen, xong rồi mơ, xong rồi áp đặt cái đó cho con là con mới đi ngoại tình gì. Rồi đó. Trời ơi. Tháng nào cũng mơ luôn, mà mơ một lần mỗi người luôn. Lúc mà con đến là con không tin vào tình yêu. Con nói là con đàn ông mà. Hồi đó con tin là 90% đàn ông sẽ ngoại tình. Nhưng sau khoảng thời gian dài con trải qua thì con tin là 100% đàn ông ngoại tình. Chỉ có là vợ biết hay không thôi. Nên lúc con đến với bạn này, con là một người cực kỳ tiêu cực, con không tin gì hết. Thì bạn là người thuyết phục con từng ngày, con mới đồng ý tới chuyện đám cưới. Cái xong rồi, nên là ngay cả cái lúc đám cưới á, nhiều lúc tự nhiên cái mình nằm mình mơ, thì mình nghĩ trong đầu là chắc là phải có cái gì đó nó mới có cái giấc mơ đó, chứ bình thường tự nhiên đâu có cái giấc mơ đó đâu. Bà suy nghĩ quá. Đúng rồi. Thành ra nó ngồi suy nghĩ nhiều quá xong cái mơ. Cái giấc mơ. Dạ đúng rồi. Trong lúc ngủ. Con nói mà đâu chịu tin đâu. Bây giờ còn không con? Dạ mới cũng còn trước khi đi quay luôn, làm mơ làm chập đi quay xong mới đi quay mà. Ừ. Rồi còn gì nữa không? Đặng xong cô nói được cho nghe nè. Dạ tính rồi. Kỹ tính quá. Dạ đúng rồi. Dạ cầm ràm. Câu toan, câu toan kỹ tính. Kiểu nó hơi vô guồng quá, giống như ở trong quân đội vậy. Tại vì ông bừa bộn thì bả chắc chắn cầm ràm mà. Con lâu con cũng dọn nhà, con cũng dọn mọi thứ nhưng mà kiểu hơi vô guồng quá. Bây giờ nè, cái khoảng cách tuổi tác có bao giờ thể hiện mình là người chị, một người kinh nghiệm, một người được sống lâu, sống lâu hơn cho nên là hay dạy dỗ. Hay la đó, hay la. Dạ thì có không? Hay la mình dạ, không? Có la nhưng mà la những thứ mà con sai thôi. Đúng rồi, thôi đúng rồi. Nhưng mà kiểu la hay la là cái vụ con hay sàn thôi, chỉ có la mỗi vụ đó thôi chứ còn lại con cũng nói chưa biết là ai va chạm nhiều hơn ai nên cũng hay. Dạ. Thôi vậy là được rồi. Đó, quá ngon. Cái mà trong cuộc sống á mà cái người vợ mà hơn tuổi mình á là cái người chồng ta sợ nhất, cái kiểu mà luôn luôn người vợ coi mình là cái người kiểu như là người nhỏ hơn, chưa trưởng thành. Là cái đó là cái sợ nhất á, là tại vì người ta luôn luôn người ta cảm giác là giống như là người ta chưa phải là một cái chỗ dựa vững chắc cho cái người vợ của mình. Mà cái đó là cái đàn ông ta tối kỵ á. Thành ra là con mà không có cái tính đó như vậy là rất tốt. Có nghĩa là rất tốt luôn. Rất là tâm lý á. Bây giờ là chung quy chỉ còn lại cái gọi là ghen mộng á em. Ghen mộng. Cô nói cho nghe, khi mà con đã xác định là khi mà con đến với bạn này, con xác định 100% đàn ông là ngoại tình rồi, thì giờ con đã biết như vậy rồi, con xác định như vậy rồi, nhưng mà con vẫn lấy bạn, thì có nghĩa là con đã chấp nhận cái kết luận của con rồi, đúng không? Thì con cứ nghĩ đến cái điều là vậy nè, từ cái ông thủ tướng ông cũng có bồ, con cứ nghĩ đi, đúng không? Rồi những cái người nữ, những cái nữ minh tinh mà phải là nhất thế giới và đẹp nhất thế giới vào trong top, gọi là top 100 người phụ nữ đẹp nhất thế giới mà ông chồng vẫn ngoại tình. Dạ. Đúng không? Thì con phải nhớ vậy nè, nó là thuộc tính của đàn ông rồi. Mà bây giờ đến thời đại này rồi là không phải chỉ có đàn ông ngoại tình mà đàn bà cũng ngoại tình nữa. Đó là mình đương nói là cái mặt bằng chung của tất cả mọi người, của cả cái xã hội. Còn nếu như trong gia đình của mình tiết chế hoặc là mình chận cái việc đó được bao lâu, được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Còn trong trường hợp mà cái chuyện đó có xảy ra thì đã trong cái phần lường trước của mình rồi. Cho nên không có việc gì mà mình phải bận tâm, mình suy nghĩ cho nó mệt. Đúng. Con hiểu với cô không? Dạ, con hiểu. Cái phần xác không là cái gì hết, ăn thua là cái phần hồn thôi. Đúng không con? Dạ. Cô nói thì cô hỏi thì con chứ, ngày nào con có ăn phở con chịu nổi không? Ngán thấy mồ, đúng không? Cũng phải đổi qua mì hay là cơm chiên, cơm ơ đồ, đúng không? Dạ. Thì cái việc đó nó cũng giống như là món ăn thôi. Đúng không? Dạ. Cái người đàn ông mà họ đi ngoại tình như là một món ăn mà họ muốn thay đổi, họ cần thay đổi. Nếu như chồng mình có là trong cái phần lường trước của mình rồi nha. Dạ, còn rồi. Nếu chồng mình không có, quá tốt. Dạ. Thực sự nhiều khi con có tin không? Nhiều khi cô cái này cô thôi nha, cô không có khuyên ai đâu nha, nhưng mà cô thấy nếu như bây giờ mình như thế này, nhiều khi mình không có đủ sức khỏe, hoặc là nhiều khi mình sao ta, mình cũng không cũng bị nhiều. Thời gian nhiều, mình làm việc nhiều quá mà mình bắt chồng mình á phải chịu đựng mình quá nhiều, tự nhiên thấy tội nghiệp ổng. Tại vì cuộc đời con người ngắn ngủi lắm. Dạ. Và rất vô thường. Con người ta sinh ra phải được hưởng thụ tất cả những cái gì mà cuộc sống cho người ta, rồi tự nhiên bây giờ mình chặt mình tém lại, tự nhiên bắt chồng mình khổ. Dạ, thì cũng rồi. Tội cho chồng mình. Còn ví dụ như mình không có nhu cầu đó, và mình có một cái nhu cầu khác, ví dụ như là mình làm cái việc này mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình happy, vậy là mình
mình sung sướng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Thì thành ra cô nói con là bây giờ đang có em bé đúng không? Dạ. Đang có em bé mình phải lo sức khỏe về thể chất, sức khỏe về tinh thần cho mình và cho con cho của em mình bé. Đúng không nè? Dạ. Nếu mà mình suy nghĩ nhiều quá, mình cả nghĩ nhiều quá, mình suy diễn nhiều quá là mình sẽ bị gì con biết không? Sau khi sanh là rất dễ bị trầm cảm. Đó. Đó, đó, cho nên là đừng có dạy mà như thế mình khổ. Con mình khổ chứ không ai khổ. Con cũng nghĩ như vậy. Đúng, cho nên con phải delete hết những cái gì mà cần con delete. Con cũng nghĩ lường trước được cái câu chuyện là con có suy nghĩ là đàn ông sống với mình mà nó chỉ là 60 năm, 70 năm thì bây giờ mà bắt người ta luôn luôn ở bên cạnh có tình cảm với mình như hồi lúc mới yêu thì rất là khó. Nên con chấp nhận là có thể do bản tính của đàn ông họ có thể đi ra ngoài tìm những niềm vui nhưng họ biết xác định đâu là nhà chính là được rồi. Nhưng mà nhiều khi nghĩ lại cũng hơi chạnh lòng, hơi buồn một xíu nếu như mà chồng mình như vậy á con, nên là kiểu lo lo kiếm chuyện vậy thôi. Đó là lo xa đó. Đó là lo, dạ, lo xa đó. Còn con à, cô nói là bây giờ vợ con đang như thế này á thì bằng tất cả mọi cách con phải tạo cho vợ con một cái niềm tin là đúng rồi. Dạ. Ngày nào con cũng nâng niu chiều chuộng đúng như rồi. Quả trứng tuyệt vời đúng rồi. Đó là như nhưng vậy. Mà cứ suy nghĩ vậy là thì từ từ bớt suy nghĩ thôi nãy về chính suy vì cái câu mà con nói á, thật ra là con nhỏ hơn nhưng mà chưa biết ai ra đời sớm hơn. Dạ. Cho nên chính cái câu đó của con, chú đánh giá rằng con rất là trưởng thành, rất là trưởng thành luôn. Dạ. Rất là chững chạc, rất là chuẩn mực luôn. Dạ. Và hy vọng cái ngoại hình á thì cũng đã cứng cỏi gọi đúng là rồi như là vợ hơn con á, thấy già hơn Phương Anh luôn, thiệt luôn á. Dạ. Nhưng mà bây giờ chú chỉ có một cái chia sẻ với con, có nghĩa là vợ đang trong cái trạng thái sắp tới sẽ yếu yếu đi nhiều, thậm chí là làm việc sẽ ít hơn, cho nên cái việc bừa bộn mình phải sắp xếp lại bớt lại và thậm chí là phải làm việc nhiều hơn. Vợ nó tỉ quá, nó sạch quá mà. Nghe nghe chưa, để cho vợ vui. Vợ vui thì con nó vui. Đó, vợ mà lâm bồn, vợ đẻ mà trong cái tâm trạng là vui vẻ hạnh phúc thì con nó sẽ xinh, sẽ đẹp, sẽ vui hơn. Cô chưa nói nha, nó mà sạch sẽ như vậy là mình lời á, con mình lời. Tại vì sau này con mà khi nó bò đó con, cái sàn mà con tưởng tượng mà nó dơ là tội con lắm luôn á. Không, từ các bạn này sẽ thay đổi nha. Các bạn đã không lựa chọn cái việc là chúng ta gặp nhau như thế nào, nhưng mà trong hạnh phúc là các bạn đã lựa chọn và lựa chọn rất đúng. Và chúc mừng hai bạn đã tìm được cái người bạn đời rất xứng đáng, rất hợp với mình. Chúc mừng các bạn bởi vì các bạn là hạnh phúc là lựa chọn. Cảm ơn cô chú. Rồi. Rồi. Chúc con mẹ tròn con vuông nghe. Dạ cảm ơn cô. Bốc thăm, bây giờ mình sẽ bốc thẻn. Dạ. Bốc thăm trúng thẻn. Rồi mình ăn cơm. Tao không quay nữa, tao đói lắm rồi. Đói lắm rồi. Con chừng chế. Trời ơi, mình dọn xuống nào. Mình không thấy có ai dọn cả. Trời ơi. Người mới đến. Chưa biết trai gái đúng không? Chưa, chưa có 3 tháng. Cô hồi đó hả? 5 tháng cũng không ai biết là cô có bầu không? Thì tại con cái giọng em cũng nhỏ xong rồi nó bự. Cô là xiên ngầu là lúc đó là cô mặc áo cưới mà. Dạ. Rồi cô cũng là có xiên ngầu 5 tháng rồi cưới 5 tháng. Thì chút đi lên làm, chút ăn cơm xong vô làm. Không ai biết. Anh no rồi anh làm được. Không, tôi chỉ mặc có một bộ thôi à. Từ đây cho đến cuối năm sau luôn. Mặc một bộ à, không thay đồ nữa. Tại vì chồng nó mệt ghê vậy đó. Nói lại với bên lớp đi. Cô qua cô đầy năm 23 nè. Gì đâu mà thiệt. Trời ơi nó bò, nó lấy ngộ. Thiệt như một con sinh sơn thì sau này là con cũng vậy. Thời mới không? Con bây giờ con vậy con vuông rồi được không? Con hát đơn giản xô ngoài đó đúng không? Con nói phòng trà con đâu có hát kiểu trong Sài Gòn là riêng phòng trà phòng tiết là chết hết. Sao vậy? Sài Gòn là dạ chỗ này chỉ chỉ có show YouTube được không? Event lớn nào xin mời hai bé. Cuối năm hồi trước giờ này là tôi đi ở ít nhất cũng phải là một tuần, không phải là 3 show event năm nay. Không có luôn chị ơi. Không có luôn. Sau dịch con thấy cái trời ơi, em thấy cái đường Hai Bà Trưng không? Cái đường Hai Bà Trưng là một cái con đường mà không có một gian hàng nào á mà được mà trống nha. Trời ơi, bữa chị đang ngủ trên xe cái chị mở mắt ra chị thấy cái gì? Cho thuê nhà. Cho thuê nhà nhiều lắm trời. Chị không biết là được đường gì luôn á. Chưa. Chị nói luôn á. Lý Tự Trọng nữa kìa. Ôi, nhất luôn. Con xích lại chồng con xíu. Con thấy sau dịch là nó ấy vậy. Xích lại chồng xíu. Ừ rồi. Ủa bạn thấy đồ không? Dạ không, quay cái chậu đầu lại thôi nha. Em đi nó. Rồi. À. Chuyện cô mình quát.
tí mình quay lại cái chào đầu. Dạ em nói sai hả chị? Không, hai lần rồi đó nha. Trời ơi mệt quá thiệt á. Thu âm là đi nên tôi nhấp miệng. Bởi vì giờ tôi quay một cái một năm ngày. Từ đây tới cuối năm tôi chỉ mặc bộ đồ thôi. Không thay đổi nữa đâu. Không giặt luôn. Mua chỉ có vợ em mua thôi. Bà Liên đấu giá. Ê Võ Văn Tần á, cũng cho mướn nhà đậy cho. Trời ơi nhiều lắm. Đương nằm ngủ rồi kìa. Mở mắt lên nó, ủa Phú sao con đường gì mà nó tan quang vậy nè Phú. Ủa, hai bà Trưng đó mẹ. Hết hồn. Sắp tới nè, không có ai bán không có mặt bằng báo online hết. Thằng cầm sẽ tới cái ngưỡng. Ê, sau dịch là có. Rồi đây không ai đi coi phim luôn. Không ai đi coi phim luôn. Rạp bây giờ chết ngắt rồi, rạp bây giờ là hiện nay. Trời, bây giờ là coi toàn Netflix không à. Netflix luôn. À mướn. Netflix là miễn phí. Cảm ơn. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có những phần quà như sau. Trước tiên đó chính là trọn bộ son môi Zurica đến từ Love Shopping. Và món quà thứ hai đó chính là sữa lớp Úc. Và món quà thứ ba chính là nước uống Ion Kiềm Fuji Qua. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại với nhau. Đâu nào. Lưng lại với nhau. Và nghe kỹ câu hỏi của tôi nha. Lần đầu gặp nhau vợ mặc áo màu gì? Yeah. Nhớ nè. Đây, lần đầu gặp nhau ngoài đời nha. Ở sân bay đó, ở sân bay đó mặc áo màu gì? Vợ mặc áo màu gì? Phương Anh. Hai đứa phải ghi đúng cái màu. Phải đúng màu nha. Lần đầu, gặp nhau là cái lần đầu gặp nhau á. Chứ phải cái lần thứ hai nghe. Lần đầu là lúc đó ông cái lần đầu á. Lúc đó ông còn có người yêu nha. Đang có người yêu á. Nhớ chưa? Ghi chưa? Sân bay gặp nhau ở sân bay. Rồi, Xuân Sơn có rồi. Xuân Sơn, lần đầu gặp vợ là vợ mặc áo màu gì? Mở ra. Mở ra nào. Mở ra đi con mở ra. Wow. Màu trắng. Ồ. Đúng không? Đúng không? Nhớ. Rồi, lần đầu đây. Cao Trí gặp Phương Anh. Phương Anh nó mặc áo màu gì? Quay qua con. Màu hồng. Ủa? Màu trắng. Nhớ lộn rồi. Chắc là hồng lợt quá. Cái lần kia con không nhớ áo màu em, gì luôn thiệt. Em nhớ rồi. Mặc áo màu trắng nhưng mà vô trong đó đèn nó nhiều quá, đèn màu hồng rồi vô nghe là nhớ là màu hồng à, nhưng mà thôi thua rồi, sai rồi. Xin mời ban lãnh đạo của tập đoàn MCB Complex lên nhận lại những quả tim tươi thắm. Và như vậy với kết quả là lần đầu gặp nhau vợ mặc áo màu trắng thì hai vợ chồng Xuân Sơn đến từ Hà Nội. Hai bạn sẽ được ưu tiên chọn trước màu sắc ở trước mắt mình. Chọn đi. Màu hồng đi. Màu gì? Màu hồng. Trời ơi, một cái màu của yêu thích. Thuần. Màu hồng. Còn hai bạn tụi con. Cao Trí. Màu vàng. Màu vàng. Màu đỏ của tôi. Em biết thì sẽ chọn màu đỏ. Tôi sẽ chọn màu đỏ. Yes. Và tôi sẽ luôn luôn chọn màu đỏ. Tôi màu xanh. Rồi mời các bạn bước lên nào. Rồi chúng ta khoa mở nha. Quốc Thuận và chị Hồng Vân sẽ mở trước nha. Mời chị Vân. 2, 3. Em Em son Yurika. Em dính cướp vô rồi. Chết rồi em lại có một đứa nữa. Trời. Không lẽ từng tuổi này tôi là có thêm một đứa nữa hay sao? Kệ nó, có thì có, chơi luôn. Rồi mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở nào. Chuẩn bị 1, 2, 3. Mở. Wow. Chúc mừng. Chúc mừng hai vợ chồng của Xuân Sơn ha. Đi về sẽ có món quà đó chính là nước uống Fuji Qua. Và chúc mừng hai vợ chồng Cao Trí và Phương Anh nhận được một phần quà rất đặc biệt đó chính là sữa lớp Úc. Chúc mừng. Chúc mừng. Và trước khi chúng ta tạm biệt nhau, chia tay nhau thì cô Vân thay mặt chương trình Vợ Chồng Hình Son cũng như là chuyển lời của khán giả đến với hai cặp vợ chồng. Các bạn đã đến đây chia sẻ câu chuyện về hôn nhân của mình để mà mình lan tỏa hạnh phúc, để cho mọi người thấy rằng cũng như bản thân mình thấy rằng muốn lựa chọn hạnh phúc thì chúng ta phải có những cái cách hành xử để chúng ta có thể thấu hiểu nhau rồi chia sẻ với nhau ngọt bùi trên một cái nền tảng yêu thương nhất có thể để cuộc sống này luôn luôn tươi đẹp và gọi là hạnh phúc từng ngày một. Cảm ơn tụi con rất nhiều. Dạ, cảm ơn cô. Sẽ có rất nhiều người định nghĩa hạnh phúc là thế này là thế kia. Nhưng mà đến với chương trình Vợ Chồng Son của chúng tôi thì chúng tôi chỉ đơn giản chỉ muốn gửi đến cho quý vị một cái ý nghĩa, một cái giá trị của hai từ hạnh phúc với một cái thông điệp rất rất giản đơn. Đó chính là gì? Hạnh phúc là lựa chọn. Và kính thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình thì Quốc Thường xin cảm ơn nhà đồng hành cùng với chương trình Vợ Chồng Son. Đó chính là Sữa Lớp với thông điệp hạnh phúc là lựa chọn.
Và bây giờ chúng ta tạm thời chia tay nhau. Sẽ gặp nhau hàng tuần tối Chủ nhật vào lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son.